lên 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 lên. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction mới cho video Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh của Hưng, chị Hương Giang, Trang Pháp và Michelle. Ok, mình vô thôi nào. Thì trước khi mình vô reaction video thì mình cũng chỉ muốn nói là mình không có biết gì nhiều về âm nhạc hay là phim hay là cảnh gì hết. Thì đây chỉ là những cái suy nghĩ của mình khi mình coi cái video này thôi. Thì nếu bạn nào thích thì cảm ơn mọi người nhiều. Còn nếu mà bạn không thích thì nhớ coi cho thích nha. Hương Giang Entertainment. Ồ, mới vô là ta thấy con xe đẹp rồi, sang chảnh rồi. Chứ mới vô là vậy rồi. Ngầu. Ý, mình có cái đầu giống chị Hương Giang sợ luôn. Cũng xoăn giống chị Hương Giang. Để vậy luôn đi. Giống như rồi, nhìn là biết em mắm này là nhờ bạn thân rồi. Ngay mà bạn thân mà mắng em, mình làm bạn thân mà đụng chạm gì đúng không hả trời. Cái khúc này nè, rồi phát vai rồi nắm tay bạn thân, thân quá, quá thân luôn. Rồi Shopee nè. Nè Shopee, chị Hương Giang đóng quảng cáo luôn. Ồ, mặc đồ cam, hèn chi thấy Hương Giang chơi một chiếc áo màu cam quá là cam luôn. Hôm nay con xe cũng màu cam nữa. Chung là hôm nay màu là màu cam cho Shopee. Thấy là thấy không thích rồi. Nào, giận. Một người là tình yêu đây, một người là bạn thân đây, hai chưa không phải là một, sao anh vẫn mãi rời xa. Cái này giống như nhắc nhẹ vậy. Một người là người yêu đấy, một người là bạn thân đấy, bà đang nói cho rồi đấy. Đừng có mà mất dạy như mấy đứa. Giống như là nhắc nhở nhẹ. Anh đâu là gì là sao? Không hiểu câu đó. Nó giờ màu, để ý. Bên này cũng màu cam. Ngồi vừa coi đồ cho bạn gái rồi cho bạn thân này thấy hơi mệt nhỉ. Trời nè, tới là thấy không, hai đứa này hợp màu với nhau, còn để bạn gái không giống màu. Nhỏ bạn thân này là thấy là cũng bà giáo rồi đó, thấy cũng hơi không được tốt. Say rồi là khùng lên. Trời, ói ra xe luôn. Má cái này dọn xe mệt luôn á. Màu là màu nổi không? Màu dạng như gì của màu Shopee á.
Em biết sâu trong lòng giờ mình chẳng phải người dối gian. But it's not you, người em lo là cô ấy cơ. Oh, but it's not true, but người em lo là cô ấy cơ. Có nghĩa là lỗi không phải là lỗi tình yêu, mà là lỗi do mắm bản thân rồi nè. Đó, phải sợ là sợ bản thân chứ không có sợ gì. Tình yêu là em không có, gọi là sao, em không có em tin tưởng vào anh, nhưng mà em không có tin được cái con nhỏ bản thân của anh. Thấy là phải nói là thứ hai, thứ ba, thứ năm gì cũng tới nhà. Nói chung là bạn thân mà giống như là người yêu vậy, nào cũng có mặt, nào cũng qua nhà. Nghe câu đó, em rất mệt, nghe cho rất mệt luôn, xỉu luôn. Má mình mà có thằng nhỏ bạn giống như có mình gái mình, mà có thằng bạn thân mà ngày nào cũng tới chơi, ngày nào cũng có mặt vậy chắc mình cũng mệt thiệt luôn á chứ, huống chi má bạn thân mình như là vậy, là gì, như là bị chán keo ấy, lúc nào cặn thì cứ tình. Cô ấy cũng rất ly, cái này là trai mặt á. Thì người ta thường nói là đẹp trai không bằng trai mặt, mà vậy vậy cứ tới ở riết người ta không quay. Chiến tranh giữa hai cô. Bài này chắc là thế nào cũng remix lại, là thế nào cũng có trong club, trong bar, bảo đảm luôn. Trời, nó nhìn mặt càng nhỏ, ăn rồi, má những bài diễn sâu dễ sợ. Trời, má diễn quá diễn. Lên 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 lên. Xuống nhà cách vội vàng. Đó là bà chỉ suy nghĩ thôi. Chứ là trong giống như là gọi là sao, trong chị óc là muốn quất nhỏ này lắm rồi đó, muốn tiêu diệt cái nhỏ bản thân này lắm rồi, nhưng mà không dám làm thôi. Nhưng mà vậy cái đó chỉ là suy nghĩ thôi. Ok, thì bài này nhạc rất là sôi động, nhạc này là bảo đảm thế nào trong remix, mọi người sẽ nhiều người remix lại, và vô bar, vô club là coi như là sẽ lên nhạc này rất nhiều. Thì mình suy nghĩ là cái bài này là chị Hương Giang muốn gửi gắm tới những đứa bạn thân mà khác giới á, là hãy nên coi chừng, phải biết chừng mực giữa bạn thân và bạn gái là như thế nào, chứ đừng có mà bạn thân mà cứ làm như là bạn trai bạn gái của người ta là không được. Thì mình cũng không nghĩ là những chị gửi cho những người bạn thân khác giới, mà những đứa mà gọi là em trai mưa rồi em gái mưa rồi, nói chung là mấy đứa em trai em gái rồi chị gái anh trai, nói chung là mấy đứa mà gần nhau vậy là không nên gọi là sao, đừng có làm quá chớn đó. Thì mình thấy cảm giác bài này rất là vui, bài này rất là sôi động, mà bài rất là hay. Nhưng mà lúc mà đang buồn không gì làm, mở này lên quậy là hết sảy luôn. Ok, thì cảm ơn mọi người đã coi video của mình. Thì nếu mọi người thích video thì nhớ cho mình một like và một subscribe, và nhớ là chia sẻ chi video này cho mọi người cùng coi nha. Ok, cảm ơn mọi người, chào mọi người sau. Peace.
need first.